sao ta mau TV, kênh YouTube của Pew Pew có nguy cơ bay màu. Vào chiều ngày 1 tháng 7 trên fanpage chính thức của mình, Pew Pew đã có một vài lời chia sẻ về việc có một ai đó đã đăng ký thương hiệu của anh Pew Pew lên cục sở hữu trí tuệ. Cùng với đó là nhiều ẩn ý như ngầm thông báo rằng rất có thể anh sẽ không còn là Pew Pew nữa. Qua tra cứu, phát hiện ra đã có một công ty có tên là A Sao Sao đã tiến hành một đơn đăng ký nhãn hiệu Pew Pew vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Nhóm sản phẩm dịch vụ được công ty này đăng ký thuộc nhóm 41, tức là dịch vụ giải trí. Nếu như đơn đăng ký này được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận, ông Hoàng Trimmer có thể sẽ mất hoàn toàn quyền sử dụng thương hiệu Pew Pew cho các hoạt động cung cấp dịch vụ giải trí thông qua việc đăng tải nội dung lên các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, Zalo và đặc biệt là YouTube. Đây là lý do vì sao những dòng tự sự kể trên lại xuất hiện trên fanpage Pew Pew, kênh YouTube của anh có nguy cơ bị xóa bỏ. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước việc có công ty đăng tải thương hiệu Pew Pew? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!